Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 4, một nguồn tin xác nhận, ông HPT, 42 tuổi, chú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã có gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này để xin khai thác vật quý. Theo trình bày của ông T, Ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật trôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ti, đoạn qua thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn. Hiện thông tin về kho báu truyền đến đời ông Tê và chỉ ông biết được địa điểm. Do đó, nếu được chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép, ông Tê dự kiến sẽ phối hợp với các đối tác để khai thác kho báu. Ông Tê cam kết trong đơn, tôi xin cam kết nếu được cho phép khai thác, tôi xin ký quỹ khắc phục môi trường tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông T còn xin nhận lại 30% tổng tài sản thu được từ kho báu, 70% còn lại sẽ bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Để an toàn trong việc khai thác, ông T cần 10 cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được, đồng thời đưa tài sản thu được về kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Liên quan vụ việc này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết căn cứ Nghị định số 96-2009-NDCP của Chính phủ, Sở đề nghị ông T phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, chứng minh về nơi trôn giấu vật quý, tổ chức lập phương án thăm dò nơi trôn giấu kho báu, ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Cụ thể, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi nhận được văn bản, Sở đã đề nghị ông T phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, chứng minh về nơi trôn giấu kho báu, tổ chức lập phương án thăm dò, ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Theo ông Nhân, sau khi ông Tê bảo đảm được các điều kiện trên, sở sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét phê duyệt phương án thăm dò theo quy định. Tuy nhiên, đến nay ông T chưa cung cấp được tài liệu gì để chứng minh kho báo đã nêu. Theo viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Thi hành bản án số 84 ngày 19 tháng 6 năm 2021 và thông báo sửa chữa bổ sung bản án số 40 ngày mùng 4 tháng 8 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Cục thi hành án dân sự thành phố đã ra quyết định thi hành án số 777 ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021 đối với ông Ngô Văn Phát, hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, nơi cư trú tại số 9 Lê Hồng Phong. Phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng phải thi hành các khoản 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, phạt tiền 50 triệu đồng để sung vào ngân sách nhà nước, số tiền thu lợi bất chính là hơn 135 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cơ biên đối với tài sản là thửa đất số 07 sđ 13A, 08 sđ 13A và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận số BN827669 ngày mùng 10 tháng 3 năm 2014 số CB238457 ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Hải An tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An theo lệnh kê biên tài sản số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Đây là một trong số các vụ việc mà Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức thi hành án với số tiền phải thi hành án rất lớn. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 26 ngày 26 tháng 8 năm 2021 và tiến hành kê biên xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động vơ tù, thu được số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của ông Ngô Văn Phát. Quá trình tổ chức thi hành án, dưới sự thuyết phục của cơ quan thi hành án và viện kiểm sát, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và các khoản tiền phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án. Do đó, ngày 2 tháng 4, tại thửa đất số 07 dẹc 13a, 08 dẹc 13a, số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, cục thi hành án dân sự phối hợp viện kiểm sát nhân dân thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát. Đồng thời cũng tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng đất 2.280m2 đất và tài sản gắn liền với đất là một căn biệt thự tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền. Trước đó. Tháng 6 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát, tức Phát Dầu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xăng dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp ma để bán 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của nhà nước ra xét xử. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, bị cáo Phát còn phải nộp hơn 161 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, ông Ngô Văn Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trước khi bị bắt khởi tố bắt giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, ông Ngô Văn Phát khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ huyện Hưng Hà để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Các bị can gồm Nguyễn Tiên Phong, sinh năm 1975, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hưng Hà, Trần Thị Hải, sinh năm 1977, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà. Nguyễn Anh Hoàn, sinh năm 1979, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà. Trần Đức Quang, sinh năm 1984, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Qua điều tra, cơ quan công an xác định năm 2019 và năm 2020, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6.494,9 m2 đất giao trái thẩm quyền không đúng đối tượng sử dụng. Các hành vi trên đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 272 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng đối với 2.880,2 m2 đất giao trái thẩm quyền gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán chuyển nhượng nhiều lần cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Liên quan đến vụ án này, trước đó thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, ngày 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ xã Hồng An, huyện Hưng Hà về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo khoản 2, điều 357 Bộ luật hình sự trong đó có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, Đường Khắc Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, Trần Hữu Dũng, cùng Bí thư tri bộ, trưởng thôn, nguyên phó thôn Bắc Sơn, xã Hồng An. Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất, chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu, thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền trên 221 triệu đồng hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng